Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý khán giả, những ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của năm 2023 tại Việt Nam đã vừa được ghi nhận tại Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, mới đây Bộ Y tế đã đưa ra 6 khuyến cáo để người dân chủ động thực hiện. 6 khuyến cáo được đưa ra bao gồm: một che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân, kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi tư vấn kịp thời, đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. 4. Tránh tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mập bệnh. Trong trường hợp nơi ở nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. 5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi, cần tránh tiếp xúc với động vật có vú có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.